Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi trên màn ảnh của kênh Bonsai TV. Hôm nay kênh Bonsai TV có mặt tại nhà anh Minh Hương, địa chỉ tại Thống Nhất, Hưng Hà, Thái Bình. Thì hôm nay tôi cũng rất là tình cờ được biết là anh Thành Đá đang phối đá cho một tác phẩm rất là đẹp của anh Minh Hương. Thì tôi cũng có mặt để ghi hình cái quá trình tác nghiệp của ekip của anh Thành tại nhà anh Minh Hương. Thì anh làm ở đây từ buổi sáng quý vị và các bạn, cho nên là tôi cũng không quay được cái hình ảnh ban đầu của cái tác phẩm Mai Bò này, nên tôi cũng chỉ ghi hình được trong nửa quá trình làm việc thôi quý vị. Ban đầu tôi quay cái tổng hình dáng này của cây để quý vị và các bạn cùng ngắm trong quá trình anh Thành vẫn đang tác nghiệp quý vị nhé. Thì đây là một cái tác phẩm mà có cái đường thân chạy rất là khó chịu quý vị ạ. Anh Minh Hương có tạm đặt tên tác phẩm là Mai Bò Bàn Thạch quý vị. Cây có cái đường thân chạy rất là khó quý vị. Đây, như quý vị và các bạn đã thấy cái phần đá này. Đấy là anh cũng mới phối vào từ sáng đây thôi. Trông cái phần đá này đã như gắn vào tác phẩm vài chục năm rồi quý vị. Khi có bàn đá tay nghệ nhân vào thì mọi điều đều có thể trở nên đẹp và vĩ đại. Đây là phía mặt bên của tác phẩm. Vâng, tôi đang tác nghiệp vào buổi chiều, thời tiết rất là nắng rồi. Tất cả những cái phần phía bên trên là anh đã làm xong từ sáng rồi, còn bây giờ thì anh đang kè cái phần chân và cái phần đường thân đuôi của tác phẩm này quý vị. Tất cả những cái điểm khiếm khuyết kể cả vị trí trong thì cũng được anh xử lý triệt để. Xấu nhất thì cũng được khắc phục. Hiện tại thì tác phẩm cũng gần hoàn thiện tương đối rồi quý vị ạ. Cái này, điểm nào mà những cái bước làm rất là tỉ mỉ công phu như này. Ekip của anh thì cũng gồm có 3 người, cho nên là anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho anh theo số điện thoại anh đã đọc trên cuốn video trong lúc tôi quay nhé. Anh cũng chỉ những cái điểm này, những cái khe rất là bé thì anh cũng phải xử lý triệt để quý vị.
có được những cái tác phẩm hoàn thiện thì qua rất nhiều công đoạn cũng như là thời gian. Tôi sẽ zoom ống kính lại để cho quý vị và các bạn cùng nhìn các cái điểm mà mới được ghi giá vào. Cái lối chơi đá hiện nay thì như anh Thành cũng đã chia sẻ thì được xử lý rất là nhẹ nhàng đó quý vị ạ. Trong cái lệ đá này nó rất là đơn giản thôi, nó không cồng kềnh như ngày xưa ấy. Đây tất cả các cái khe nhỏ nhất là cũng khắc phục hết anh nhỉ? Đúng rồi, mình xử lý theo nó mềm theo cái đường nét tự nhiên của cái lệ. Vâng. Hình như là hôm trước em quay cái cây ở phía dưới kia cũng có cái cây trước anh nào đá phải không anh nhỉ? Cây bán rồi. À vâng. Cây bán hơn tỷ. À đấy ạ. À cái cây bán cho anh Hồng Siếc đấy hả? Đấy. Đấy thì làm 2 cây. Vâng đúng rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì những cái tác động dù là rất là nhỏ thôi nhưng mà cũng làm cho sự biến hóa của cây và làm cho cây đẹp lên rất là nhiều quý vị. Nhưng mà có bàn tay của nghệ nhân vào thì quý vị đã thấy nó có sự thay đổi, ta có thể gọi là sự lột xác rồi. Giá trị của tác phẩm lên rất là nhiều. Em cũng ở gần đây anh, cách đây khoảng cây số. Gần chỗ nhà anh Thinh cũ đấy. À đó. Vâng. Cái vườn cũ hay là vườn mới? Vườn cũ ấy. À, vườn cũ. Vâng, vườn cũ ấy.
yêu cây quá nên là giờ cứ đi quay YouTube vừa được ngắm cây vừa đẩy được phong trào lên. Hay là cũng rất là vui. Và anh cho em hỏi là ví dụ như là khi mà xong, khi mình phối xong như thế này này thì cái quá trình mà chăm sóc và bảo dưỡng thì có phải có chú ý gì không anh? Không, cái này thì thực ra nó không có gì, có thể nó không đơn giản bởi vì cái nguyên liệu này thì nó không có gì là mình phải xử lý không nhiều. Tác động mạnh lắm hả? Không có gì phải tác động nhiều. Vâng. Cây gần như nó là ổn định tuyệt đối. Vâng. Mình có chỉnh sửa những cái phần thô, mình bỏ bớt, lọc bớt đi những cái nó thô. Mình cắt lọc lại cái nét đẹp của nó, mình xử lý lại. Nếu nào nó chưa được thì mình xử lý lại cho nó hài hòa. Anh có thể cho khán giả, anh em yêu cây cả nước biết cái số điện thoại của anh được không nhỉ? Với anh em nào có nhu cầu thì alo cho anh. Của mình là 0985823922. 0985823922. Vâng, quý vị và các bạn nào có nhu cầu về làm đá thì liên lạc trực tiếp theo số điện thoại trên của anh nhé. Nhiều anh em cũng cứ hỏi và là ví dụ như là số điện thoại của anh rồi là anh thời gian làm việc sắp xếp như nào thì các bác cứ chủ động liên lạc với số điện thoại của anh Thành nhé. Những cái đá này là cũng được anh nhặt để chọn lựa đây nhỉ? Mua chọn. Nhìn nó toàn cái rất là đẹp này. Bàn tay nghệ nhân vào cái khác ngay. Rồi anh chứ nuôi 2 năm nữa thì còn chỉ cái da lọc cho 5 lít. Nhìn rất dễ không tính. Không phải nghĩ không giúp luôn 5 lít da lọc. Độc 2 tỷ nhưng da lọc 500. Thế mình chơi thế mới kinh chứ. Ừ. Cái mịt nhẹ này 2 tỷ da lọc cho mướn.
bên ngoài thì đây cậy đây cắt điện chúng ta đến đây tàu vừa được thì là đúng một đầu điện không thấy chưa vòng cái tháp anh chấm cái này là sơn rồi anh màu à màu cho nó chuyển sang màu màu đá này à sau nó cũng có như màu đá à nguyên để chi này thì nó không bị bạc à này à lúc gì nó khô kiểu nó bạc trắng trắng này bạc trắng cái xi này là xi tinh không rồi anh quý vị và các bạn cùng ngắm này những cái điểm rễ nó thô nó không được bo chặt vào đá thì đã được các anh xử lý rất là kỹ này. Làm cho vẻ đẹp của tác phẩm nên rất là nhiều quý vị ạ. Quá trình làm việc rất là tinh xảo như này. Này là anh Thành cũng đi làm suốt đây nhỉ? Ừ.
có những vườn mà lâu lâu là có khi ở đấy hàng tháng đấy hả? Không, anh thì không biết gì ở lâu. Cái công việc của mình thì cái cây mình cũng không làm nhận làm nhiều, giờ là một hai cây xong là mình lại về luôn. Bình thường cùng lắm thì ở lại một ngày hai ngày. Trường hợp có xe quá thì giờ ra nó có xe nó phương tiện nó cũng chủ động. Là anh là nhà ở chỗ bên chỗ Phủ Lý này anh nhỉ? Ngay mình ở ngay Phủ Lý. Ngay chơi cái đó gần bệnh viện Việt Đức mới xây à? Đấy đúng rồi, đường đấy đi xuống vậy. À đấy. Nào có gì về. Vâng. Hôm rồi mấy anh em sang bên Phủ Lý, sang chỗ nhà Lợi với cả nhà chỗ Nam đấy, Chim năm trước ấy. Anh em đứng quanh ở đấy. Vâng. Hôm rồi sang tác nghiệp mấy vườn bên đấy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì sau một quá trình xử lý kỹ thuật và ký đá thì bây giờ tác phẩm Mai Bò của anh Minh Hương đã được hiện nguyên hình quý vị. Tôi sẽ quay chi tiết phần thân pháp và phần ký đá của tác phẩm. Thì như quý vị và các bạn đã thấy thì trước đây thì những cái điểm này là rễ nó bị trống vậy, thì đã được anh Thành xử lý triệt để tạo thành một cái hốc và bám theo cái lườn chạy của cây như này rất là đẹp quý vị. Đây những cái điểm trống này đã được anh xử lý rất là tuyệt vời. Trong quá trình tạo tác anh cũng chia sẻ là kết hợp với vóc dáng của cây và cái đường chạy của cây thì sẽ đưa ra những cái vị trí ký cho nó phù hợp. Thì như trên màn ảnh quý vị và các bạn cũng thấy rằng đây là những cái viên đá mới được ký vào đây. Mới ký vào nhưng mà quý vị và các bạn cùng ngắm này, nó đã hòa nhập liền với nhau như một khối. Như thể là được ký đá rất là nhiều năm nay rồi quý vị. Về phần chân bệ đây. Chân bệ thì anh ký cũng rất là điểm thôi, chỉ là những cái điểm nhẹ thôi các bạn, làm cho cây nó không lặng lề. Và cái thân pháp của cây này thì rất là tuyệt vời các bạn. Là trước đây là những cái điểm này nó là những cái hốc trống các bạn. Đấy, thì sau quá trình xử lý thì anh đã ký những viên đá nhỏ vào này, làm cho nó thành một cái khối rất là đẹp như này. Thật sự qua bàn tay của nghệ nhân thì giá trị của tác phẩm được nâng lên rất là nhiều. Rất là tiếc là buổi sáng tôi không có mặt ở đây để tôi ghi lại cái hình ảnh ban đầu trước khi làm và cái hình ảnh sau mà khi hoàn thành để quý vị và các bạn cùng so sánh. Đó là một cái rất là tiếc. Sự kết hợp hài hòa giữa đá và cây quý vị. Trong cái cuốn video này tôi chủ yếu chia sẻ về quá trình làm đá của anh Thành tới quý vị và các bạn. Trong cuốn video là cũng có số điện thoại của anh Thành, quý vị nào có nhu cầu làm đá thì cứ alo hoặc là cần tư vấn thì cứ alo, anh Thành sẽ gặp và giải đáp cụ thể cho quý vị và các bạn nhé.
Ví dụ như cái hòn đá này, khi mà anh đưa hòn đá này vào thì tôi cũng có hỏi, thì quý vị các bạn nhìn cái đường chạy của cái rễ này lên và cái điểm văng của cái tay này. Đó. Thì ở bên dưới anh cũng làm một cái hòn đá nó chạy theo cái đường rễ kia và nó ngược lại nó cũng văng theo. Đấy là một sự kết hợp rất là hài hòa làm cho cây và đá nó ăn khớp vào nhau quý vị ạ. Tôi cũng xin kết thúc cái cuốn video ở đây. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân nhân ngày Tết Đoan Ngọ. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.